Thảo Ly và Khánh cảm ơn các cơ sở thương mại đã luôn bảo trợ cho đài IBC TV trên băng tầng 57.8. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết Việt Nam đã thu về hơn 6,7 tỷ Mỹ Kim từ xuất cảng thủy sản trong năm qua. Theo VOA, kim ngạch xuất cảng thủy sản Việt Nam trong năm 2013 dự kiến đạt 6,7 tỷ Mỹ Kim và tăng 10,6% so với năm ngoái. Tần Hoa Xã trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê Cộng sản Việt Nam cho biết, chỉ riêng trong tháng 12, Việt Nam đã thu về 650 triệu Mỹ Kim từ việc bán các thủy sản sang thị trường nước ngoài và tăng hơn 32% so với năm ngoái. Các số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam đã cho thấy, trong năm 2013, Việt Nam đã bán thủy sản sang 156 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường chính của thủy sản Việt Nam là Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản. Tổng cục Thống kê cho biết Hoa Kỳ tiếp tục là nước nhập cảng thủy sản Việt Nam nhiều nhất trong năm 2013, với kim ngạch đạt mức 1,75 tỷ Mỹ Kim. Tiếp theo phần tin Việt Nam đã có một thiếu niên tử vong sau khi bị công an xã đưa đi. Vào ngày 31 tháng 12, có khoảng 1.000 người dân phẫn nộ kéo đến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để phản đối về việc một thiếu niên tử vong, nghi ngờ là do công an xã đã đánh anh ta. Thiếu niên bị tử vong tên là Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, là học sinh lớp 9. Trưa cùng ngày, giới hữu trách huyện Vạn Ninh đã xác nhận trước đó trên khu vực có hai nhóm thanh niên đánh nhau vào ngày 29 tháng 12. Sau đó, một số thanh niên tìm nhóm đối nghịch để đánh lại. Thấy vậy, cảnh sát đã đưa ra một số thanh niên về trụ sở, sau đó cho gia đình bảo lãnh những thanh niên này về. Sau khi được gia đình bảo lãnh thì Tu Ngọc Thạch được gia đình đưa đến bệnh viện và tử vong sau đó. Người nhà cứ tưởng là Thạch chỉ bị mệt, không ngờ bởi vì chấn thương sọ so não với các triệu chứng là ói mửa, đến rạng sáng ngày 30 tháng 12 thấy Thạch bị ngất nên gia đình vội vã đã đưa đến bệnh viện huyện Vạn Ninh để cấp cứu. Tại đây các bác sĩ cho biết Thạch bị quá nặng phải chuyển đến bệnh viện chữa trị. Đến lúc 8 giờ 10 vào ngày 31 tháng 12 ngày hôm qua sau ca mổ, Tô Ngọc Thạch đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân dẫn đến Tu Ngọc Thạch bị tử vong là do tụ máu dưới bán cầu phải, kèm theo là việc nứt lúng sọ thái dương bên phải, chấn thương sọ não. Vẫn tin từ Việt Nam cho biết là phát hiện hũ tiền cổ nặng gần 10kg trong vườn nhà. Trong lúc làm vườn thì vợ chồng anh Tùng đã tìm được một hũ tiền cổ với hàng trăm đồng tiền, ước tính có trọng lượng là khoảng 10kg. Trong hai ngày qua thì chuyện anh Nguyễn Quang Tùng, 36 tuổi ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, đào được hũ tiền cổ đã làm xôn xao cả xóm nhỏ. Toàn bộ số tiền có hình tròn, lỗ vuông, đường kính là 2,4 cm, dày 0,1 cm mà tiền khác chữ Hán. Khi đem cân thì số tiền cổ có trọng lượng khoảng gần 10 kg và nhiều đồng tiền cổ bị oxy hóa và kết dính thành từng từng tảng với nhau và mặc dù để trong lòng đất lâu ngày và bị gỉ săn, nhưng số tiền này vẫn còn nguyên vẹn và rõ chữ. Căn cứ với các ký tự hán trên đồng xu thì ông Đào Thanh Tịnh, Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An, nhận định hữu tiền anh Tùng đào được gồm các đồng tiền thuộc đời nhà Tống, có niên đại khoảng từ năm 960 tới năm 1279. Tuy trải qua cả nghìn năm, nhưng rất nhiều đồng tiền còn đọc rõ các chữ hán in phía trên như Nguyên Phong, Thông Bảo, Nguyên Hiệu, Chính Hòa, vân vân Ông Nguyễn Quang hợp năm nay 68 tuổi, bố của anh Tùng đã cho biết, khu vực vườn nhà ông trước đây từng có địa chủ giàu có sinh sống và có khả năng đây là tài sản của họ chôn xuống đất để cất giấu. Và sau khi nghe tin anh Tùng đào được hũ tiền cổ thì nhiều người đã uh, rất là hiếu kỳ kéo đến nhà để xem và cũng có người tìm đến để hỏi mua nhưng anh Tùng không bán vì coi đây là lộc may mắn đầu năm mới. Đến đây là bản tin cuối trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay về tình trạng tay đua Supermature thì có tiến triển hơn. Tình trạng tay đua Michael Supermature là nhà vô địch giải đua xe công thức 1 7 lần, cải thiện đôi chút sau phẫu thuật bởi vì chấn thương não nghiêm trọng do tai nạn trượt tuyết của anh. Ảnh chụp các lớp vào đêm qua cho thấy có chỉ dấu tốt hơn ngày hôm qua, nhưng ông chưa thoát được hiểm nguy. Các bác sĩ cho biết gia đình của Michael Schumacher đang cầu nguyện bên giường bệnh của ông trong lúc ông đang giành giật lấy sự sống sau khi vụ tai nạn trượt tuyết đã ở dãy núi French Alps. Người quản lý của Schumacher là bà Sabine Kem, nói vợ của ông là Corina, con gái Gina Maria và con trai Mick đang có mặt tại bệnh viện trong tình trạng bị sốc nặng tay đua từng 7 lần vô địch giải công thức 1 đã bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu não vào hôm 29 tháng 12 sau một cú ngã ở một khu trượt tuyết tại Marybel Các bác sĩ đã can thiệp để ông hôn mê nhằm giảm áp lực lên não. Giáo sư Jean François Payen ở khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Grenoble nói, một cuộc họp báo rằng là bệnh viện chưa thể tiên lượng tình hình của ông của tay đua 44 tuổi này. Bà giáo sư Payne nói nếu Schumacher không đội nụ mũ bảo hiểm thì có lẽ là đã không còn ở đây vào lúc này. Các bác sĩ đã hạ thân nhiệt của Schumacher xuống còn 34-35 độ để làm chậm quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Tay đua đã té ngã và đâm đầu vào một tảng đá khi đang chơi trượt tuyết cùng với con trai và đã được đưa đến một bệnh viện ở thị trấn Motors gần đó. Giáo sư Jabbaris nói là Schumacher ở trong tình trạng bị chấn động khi được đưa vào bệnh viện ở Mosters và não bộ của ông xấu đi rất nhanh. Sau đó ông được chuyển từ Mosters đến một cơ sở lớn hơn ở Grenoble. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa Thảo Ly và Khả cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cũng như kính chúc cho quý vị có một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Happy New Year 2014. À, và mọi việc sẽ như ý quý vị muốn trong năm nay, ngày đầu tiên cũng như là cả năm 365 ngày tiếp theo. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tức vào lần sau.